Chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Ngọc để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Rồi, chào em. Rồi, xin chào các anh em, hôm nay có một số phôi mai xin giới thiệu anh em, mong anh em ủng hộ. Rồi, địa chỉ của mình là Hưng Lễ, Vùng Trôm, Bến Tre. Thức xếp là bao xếp toàn quốc. Rồi, còn mấy cây lớn thì Thái Thuận. Rồi, mình vào cây số 1 luôn ha. Rồi, phôi số 1 nha quý vị, là một phôi mai vàng ha. Đó quý vị. Rồi, mình cho chiều cao luôn ha. Rồi, cao là 45. Rồi, quanh 26. Rồi, chính xác quý vị, 26 quanh ha. Rồi, để đây quý vị. Để cũng nùi nùi luôn ha. À, mình giao luôn nhiêu đây em? Rồi, 500.000. Rồi, 500.000. Bao ship. Bao ship toàn quốc luôn, mã số 1. Rồi, mã số 2 luôn. Đây, mã số 2 luôn đây quý vị. Rồi, mình cho chiều cao luôn ha. Rồi, cao 45. Rồi, 45 chiều cao. Rồi, cho cái hoành luôn ha Ngọc. Đó, để thấy cũng hay hay nè. Để cũng đều với quý vị. Rồi, hoành là 27. Rồi, chính xác 27 ha. Đó, để trải cũng đều luôn ha. Mặt bên đây cũng được luôn ha. Mặt bên kia đều hơn ha. À, mặt tiền là mặt bên đây nè quý vị. À, đẹp ha. Rồi, cái này mình giao luôn nhiêu đây em? Rồi, 500k. Rồi, 500.000 luôn, mã số 2. Rồi, mã số 3 luôn. Rồi, mã số 3 là một phôi cũng hơi cao cao ha. Mà chắc cao hơn 1 mét à. Rồi, cho chiều cao luôn. Không tới 1 mét hả? Rồi, 1 mét luôn. À, đúng 1 mét. Rồi, đúng 1 mét luôn quý vị ơi. Đó. Nhánh hơi lắc nhẹ ha, như thế này quý vị. À, vị trí lắc cái có nhánh ha. Rồi, hoành luôn. Rồi, 25. Chính xác ha. Rồi, để đây quý vị ơi. À. Rồi, cái này giao luôn nhiêu đây em? Rồi, 500.000. Rồi, 500.000, bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 4 quý vị ơi. Đây, mã số 4 đây. À. Rồi, cho chiều cao luôn. Rồi, 1m35. Rồi, 1m35 nha quý vị. Cây mã số 4 ha. Cây này mình thấy cũng mạnh cây lắm nè. Cái tược mấy anh đây mình thấy là tược nè quý vị. Đó, tược đó ha. Đó. Rồi, cho cái quành luôn ha. Rồi, đo trên đó thì 28 ha. 28. Rồi, nếu đo xuống cái cổ dưới là chắc nghe 30. Rồi, 30. Đó quý vị, để trải đều ha. Bốn mặt có đủ ha, cây này giao luôn như đây em. Rồi, 900.000. Rồi, 900.000 quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 4 rồi. Rồi, mã số 5. Rồi, mã số 5 đây quý vị. Đó. Rồi, cho chiều cao mã số 5 luôn. Rồi, khoảng 1,5 m quý vị. Tay cành cũng nhóc luôn ha. Đó. Trên xuống dưới tay cành cũng nhóc luôn ha. À, để nơm luôn ha. Nơm đẹp nè ha. Rồi, cho cái hoành luôn. Rồi, 23 đây ha. Hoành 23. Ừ. Rồi, giao luôn nhiêu em? Rồi, 600.000. 600.000, được cây mai đế nơm đẹp quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là cây mã số 6 ha. Rồi, mã số 6.
rồi mã số 6 gì. Rồi cho chiều cao luôn. Rồi mét rưỡi chiều cao nha quý vị, mã số 6 nha. Đó, số tay cành nha quý vị. Đây đế này cũng nơ một cục luôn ha. Đó. Rồi cho cái hoành luôn coi. Rồi 30 luôn. 30 hoành luôn. Giá luôn nhiêu đây em? Rồi cây này 700.000. Rồi 700.000 được cây mai hoành 30 quý vị, đế nơm luôn. Giá quá sái yêu thương ha. Rồi quý vị thấy muốn giao lưu khi nào thì alo trực tiếp cho Ngọc nha quý vị, số điện thoại của Ngọc mình để trên tiêu đề đó quý vị. Rồi mã số 7 ha, mình kéo vô đây. Đây mã số 7 này cũng khá là nặng nha. Đây mã số 7 đây quý vị ơi, trong tầng dù ha. Ôi chốt đột mét rưỡi luôn. Rồi mét rưỡi chiều cao luôn, trong tầng dù nè quý vị. Đế cộng nào cũng lấy to to ha. Đó. Trải đều tứ tứ diện luôn ha. Rồi cho cái hoành luôn Ngọc ơi. Rồi đây là 32 anh. Rồi chính xác ha. Này thì nở, này nó nở quá xá ha. Cũ tới 37 lần. Cổ thì 37. À, cái này giao luôn như em. Rồi 2.2. Rồi 2.2 quý vị. Rồi xuống cây ha. Cây rễ bự mà nôm luôn quý vị. Rồi mã số 8 ở cây nào em? Rồi mã số 8 ở đây. Rồi mã số 8 quý vị. Rồi mình cho chiều cao luôn ha. Rồi cao 1m1 quý vị, dáng hơi lắc nhẹ ha. Trên thì còn số tay cành đó quý vị. Rồi lắc nhẹ ha. Đây đế đây quý vị, quá xá ha. À, còn to to nè, dáng thì hơi lắc nhẹ. Rồi 1.2 triệu. Rồi mình cho cái hoành luôn. Chưa cái hoành, dáng 1.2 triệu nha quý vị. Thử cái hoành lớn nha. Rồi đo cao trên đó là 31 ha. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 9 lên luôn. Rồi mã số 9 quý vị, ở dưới phần gần gốc có giống la lắc thôi quý vị. Rồi 1m7 luôn. Rồi cao 1m7. Trên đóng số tay cành này quý vị. À, dán thì lắc đi. À, bên đây là 5 cọng rễ bên đây luôn ha. À, bên đây cũng có luôn. Rồi cho cái hoành luôn Ngọc ơi. Rồi lật mặt cho mặt kia đây. Rồi đây là 33. 33 đo ngang ở dưới là nhiêu? 41. Đo ngang ở dưới là 41. Rồi cái này giao luôn nhiêu đây em? Rồi cái này giá 1.3 triệu. Rồi 1.3 triệu bao ship cho quý vị toàn quốc luôn ha. Rồi mã số 9. Rồi xuống cây luôn. Giá yêu thương quý vị ơi. Giá dễ ha, giá dễ mua luôn ha. À, rồi cây số 10 luôn quý vị ơi. Rồi số 10 đây ha. Rồi mã số 10. Rồi cho chiều cao mã số 10 luôn. Rồi mét 6. Trên có số tay cành đó quý vị. Đó. Ha. Mã số 10. Rồi. Để ha. Để đây quý vị. Để cùng nửa điều nha. À. Rồi mình cho cái hoành luôn. Là 31. Rồi chính xác ha. Giao luôn nhiêu đây em? Ờ 700.000. 700.000.
giao lưu toàn quốc luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số tiếp theo, mã số 11. Rồi mã số 11 thì quý vị. À, có cái giăng lắc ha quý vị. Rồi cho chiều cao luôn ha. Rồi 1m25. Rồi 1m25. Đó, đoạn trên nè quý vị. Để điều luôn. Đó, đoạn trên tay cành cũng nhiều ha. Đó, kéo dài dài xuống hang giăng lắc ha quý vị. Đó, để đây quý vị. Đó, để cộng to to ha, trải đều ha. Số 11. Rồi mã số 11. Xe qua ra con xíu nữa đó. Đó rồi, cho cái hoành ha. Để trải đều rất là đều hết quý vị. Dáng thì tựa hình thú ha. Luôn luôn. 35. Rồi, 35 hoành. Rồi, cây này mình giao luôn nhiêu đây Ngọc? Rồi, 2 triệu 2 luôn. 2 triệu 2 quý vị. Rồi, nhanh tay mình chốt cây này quý vị. Cây này nhìn thấy cái bộ đế, nhìn thấy cũng hay hay á ha. Rồi, cây tiếp theo luôn. Rồi, mã số 12 ha. Rồi, mã số 12. Rồi, cho cái chiều cao mã số 12 luôn. Rồi, 1m25. Rồi, mấy tay cành này là mình có ghép hay là nguyên thủy đó nha em? Rồi, nguyên thủy đó ha. Ở cái gì từ trên đến dưới thì có tay cành sẵn hết trơn rồi ha. À, cây nhìn thấy rất già cây ha. À, để đó quý vị. Rồi hoành đây. Lật mặt trong ra. Rồi mặt trong của nó là 26 hoành ha. Rồi để đây quý vị. À, đấy cũng đủ ha. Con không để chịu ơn trước rất là to. Rồi cái này giao luôn như đem. Rồi 600 ngàn. Rồi 600 ngàn. Bao ship luôn cho quý vị luôn. Vậy cây này không còn bao nhiêu tiền ha. Rồi mã số tiếp theo mình là 13. 13 phải không em? 13. Rồi mã số 13 đây quý vị. Đó. Cái cành bẻ sẵn hết trơn rồi ha. Này gì mình chăm cái mình chơi quý vị, bẻ sẵn rồi. Rồi mét 2. Rồi mét 2. Cái cành có sẵn hết rồi ha. Rồi để đây quý vị, để một nụ luôn ha, cộng to luôn ha. Đó, đặc biệt là cái mặt này ha, đẹp ha. Rồi cho cái hoành luôn. Rồi 21. Rồi chính xác. Hết chính rồi, để hết luôn ha. Giao luôn nhiêu em? Rồi cái này là 1.300.000. Rồi 1.300.000 quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi quý vị trong quá trình xem thấy thích cây nào thì alo cho Ngọc nha quý vị. Số điện thoại của Ngọc mình để trên tiêu đề đó quý vị ơi. Rồi cái tiếp theo ha, là mã số 14. Rồi 14 cũng bẻ sẵn hết trơn rồi ha. Tay cành bẻ sẵn hết trơn rồi quý vị. Rồi, cho cái chiều cao luôn ha. Có nhánh tử tinh lưng cũng thấy rất là khéo ha. Rồi, 1m5. Rồi, 1m05. À, 1m05. Đó, có nhánh tử tinh lưng ha. Đó. Rồi để đây. À, rồi cho cái hoành luôn ha. Rồi hoành 29. Rồi vô luôn nhiêu đây em? 1.000.000. À, 1.000.000 quý vị. Cái mã số 14. Rồi mình qua cây 15 luôn. Rồi mã số 15 đây quý vị ơi. À, cũng bẻ sẵn hết trơn rồi ha. Rồi cho cái chiều cao nó luôn ha. Rồi 85. Rồi cao 85. À, cây này có cái họng đó, hạ họng đó. Ừ, có lỗ này nha. Cái dần hứng hứng vàng. Đây để đây quý vị. Đó. À, mà nó cũng có những hột 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 ở trên ha. Ừ, cái này bị rồi. À, mặt bên trên kia nè quý vị. Đó, bên đây thì rễ cũng đủ luôn ha. À, rồi mình cho cái hoành luôn. 32. Rồi cho luôn nhiêu đây em? 700.000. Rồi 700.000 quý vị ơi. Bao ship cho quý vị toàn quốc luôn ha. Mã số 15 nha quý vị. Rồi bây giờ tới mã số 16 đây. Rồi mã số 16 quý vị. Quay giữa trưa trời nắng gắt luôn. À,
mã số 16. Rồi, mình cho chiều cao luôn ha. Rồi, cao 95. Rồi, cao 95. Ở trên còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 7 luôn. Để đều nha nè. Rồi, để đây quý vị. Đó, ha. Để cộng to trải cũng đều nè. Đó, ơn trước đây cũng đủ luôn ha. Đó. Rồi, cho cái vành luôn ha. Rồi, 36. 36 vành. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu quý vị. Giá yêu thương. Rồi, quý vị xem thích cái nào alo liền ha quý vị. Rồi, mã số tiếp theo của mình là mã số 17 ha. Rồi, mã số 17 đây quý vị. Đây, 17 đây. Rồi, cho chiều cao mã số 17 luôn. Rồi, 105. Rồi, 105 ha. Tay cành đoạn trên đây quý vị. Đó. Kéo chậm chậm xuống cho quý vị thấy ha. Rồi, để đây. Đây này cũng nhận đi đó, đây là nôm ha, củ cũng nở nè. Nôm đều. Rồi, mình cho cái hoành luôn. Cái nôm mình đo 2222 vị trí đi ha. Vị trí trên đây là 31. 31, mình đo cái củ nó bự bự, cái củ này thấy bự, đo thử ha. Củ này chắc cũng cỡ 50 à. Ừ. Rồi, vẫn chạng chạng năm mấy ha, hơn 50. Đó. 53. Để trải đều ha. Rồi, mình giao luôn cái này nhiêu em? 1,8 triệu. 1,8 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Giá cũng yêu thương ha. Rồi, còn nữa không em? Mã số 17 đây. Còn nữa nơi. Đâu em? Cái này cho mấy à? Mã số 17. Rồi. Rồi, cái mã số 18 của mình. 18 là một cây chiếu thủy. Rồi, 18 là mai chiếu thủy ha. Chiếu thủy này lá gì đây? Lá trung. Lá trung hả? Lá trung. Rồi, cho cái chiều cao luôn ha. Mã số 18. Mai chiếu thủy lá trung. Rồi, 45. Rồi, cao 45. Rồi, dòng đế đây quý vị ha. Để nó nè. Đó, để nó quý vị. Một củ ha. Rồi, cho cái hoành luôn ha. Okay. Rồi, 33. 33 ha. Mình giao lưu nhiêu em? 300 ngàn. Rồi, 300 ngàn. Bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi, vậy là cây này vậy là cũng thấy quá giá chị chơi ha. Nhưng cái củ gì có 300 ngàn mà bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Để tính ra cây này còn bạc nào. Dạ, cũng hết tiền luôn rồi. Giá này giá san sẻ cho quý vị luôn. Rồi, mã số 19. À, 19 là cái nguyên này cũng là nguyên cái đám giống như một rừng mà mai chiếu thủy luôn quý vị. Rất là đẹp ha. Này lá nhỏ nha anh em. À, lá nhuyễn ha, lá nhỏ. À. Rồi nè, mã số 19 ha. Rồi, mình cho chiều cao luôn. Đó. Cái cụm này mình thấy cũng rất là hay nè quý vị. Rồi, 72. Rồi, 72 mình đo tổng thể cụm luôn em. Kéo hết luôn nha. Rồi, đúng rồi. 105. Rồi, hết nguyên cái cụm đó là 105 nha quý vị. Rồi, đo cây bự ha, cái bự nhất hay gì? Ừ, 3 đo 3 cây bự. Tổng thể có 3 cây bự 44. Là 44. Đo một cây bự kế mặt em á. Ừ, đó. Đo cao bên đó hả? 19 ha. 19. Rồi, cụm này anh giao luôn nhiêu đây em? Rồi, 1 triệu. 1 triệu quý vị ơi, nhanh tay chốt ha. Rồi, xuống cây luôn quý vị ơi. Còn nữa không em? Rồi, còn một cây tứ quý, một cây mai lớn nữa anh. Rồi, vô luôn ha. Rồi, mã số 20 đây quý vị ơi. À, là một cây mai vàng ha. Đó. Cũng thấy cũng rất là cao, để mình kéo từ đỉnh xuống xuống cho quý vị xem ha. Đó. Rồi, cây này cao khoảng bao nhiêu đây em? Rồi, cho 3 mét đi. Rồi, khoảng. Rồi, tính 3 mét thôi ha. Rồi, cao tính 3 mét thôi quý vị ơi. Đó. Quay kỹ kỹ. Rồi, quý vị xem hàng cây cành ha. Đi gần gần cho quý vị xem cây cành đoạn trên này, quý vị. Đó. Trên ha.
Rồi giờ anh kéo chậm chậm xuống cho quý vị xem những đoạn dưới một xíu nha. Rồi xây qua đây nữa quý vị. Đây cũng có tay cành ở đây ha. Ở cái mặt bên đây mình thấy anh kéo lên cho quý vị xem lại phần mặt đây nè. À, mặt đây thì xem tay cành nó rất là rõ ha. À, đóng cũng đều hết trơn á quý vị. Rồi xuống tới đây ha. Này hồi anh tính thoát thân dưới hay thoát thân này em? Sao anh? Hồi anh tính thoát thân là cái nhánh em chỉnh hay là nhánh dưới? Thì đo hết luôn, đo đây rồi đo đây luôn. Rồi em đo cho, đo từ mặt bầu lên cái nhánh em vừa đụng thôi. Dễ quan sát. Ừ. Rồi nhánh đó nha quý vị, tính rồi mà tới đây là 95. Rồi 95. Rồi ở dưới đây nó còn hai nhánh nhỏ dưới đây, hai nhánh dưới đây nữa. Rồi nếu mình tính thoát thân của thằng nhánh dưới đây là khoảng nhiêu đây em? Rồi cho 25. Rồi 25. Rồi cho anh cái hoành luôn ha. Hoành là 52 yếu, tính 51 rồi ha. 51 đi. 51 rồi ha quý vị. 52 yếu. Này là cổ rễ nha quý vị. Rồi 56. Cổ rễ 56. Rồi, hãy tính hoành là 51. Rồi đế ha quý vị. Rồi đế xè đều hết trơn ha, cộng cũng to to không nha quý vị. Đó. Xè giáp trơn ha. Cái này mới làm bầu nên là chưa có bó kỹ anh em. Chưa bó dày luôn ha. Khi nào có ai hỏi thì đó quý vị. Cộng to ha. Đều hết. Đó, đây có nguyên cái bệ luôn. Này nở cũ ha. Cái này rất là nở cây, cây già cây. Rồi. Cái này giao luôn nhiêu đây em? Cái này 22 triệu anh. 2 triệu là ship sao? 200 km. Bao ship 200 km nha quý vị. Rồi cây mã số 20 ha. Rồi mình qua cây 21 là cây tứ quý. Quý trăm này nha quý vị. Để mình đưa lên thử coi. Có được cây có sáng hay không nha quý vị. Rồi cũng tạm ổn ha. Rồi để mình đi qua mặt bên kia nha quý vị. Rồi mặt bên đây mình thấy sáng nó ổn hơn mặt bên kia quý vị ơi. Rồi mã số 21 ha, là tứ quý nha quý vị. Tứ quý nó có thân chủ do tàn nó đặt kẹo nên là mình ở ngoài mình không thấy anh. Rồi thân chủ ha, đó. Rồi cũng thấy đó quý vị. À, thân chủ ha, một cốt ha. Rồi cái này cao khoảng nhiêu ha em? Cái này đó là 1,5 m rồi ha, cộng ở trên khoảng chừng 1 m nữa ha. Rồi 2,5 m. Tính 2,5 m ha, 2,5 m là chắc luôn ha. Quý vị chủ này quý vị. Chủ đây ha, kẹo luôn nha em, có một chủ luôn, một cốt ha. Rồi mình bấu xuống cho quý vị xem cái phần cốt cành nữa ha. Tay cành quý vị mình rà chậm nha quý vị, cho quý vị xem kỹ nha. Đứng từ những bánh xe xem chút té không quý vị. Rồi cho thóc thân luôn Ngọc ơi. Rồi thóc thân là 45. Rồi thóc thân 45 ha. Tay cành đặt hết trơn ha quý vị. Đó ha. Quá xá tay cành ha. Cái này đế nôm không dám làm xuống. Ở dưới là còn còn nữa ha. Rồi cho em cái hoành luôn Ngọc. Hoành đo trên ngay đó đi. Đo ngay vị trí đó là 32 ha. Rồi đo cái cũ. Cũ thử nha quý vị. Cũ nhiêu đây? Rồi. 60 đi ha. Rồi 60. 60 đi. Rồi, đi vòng một đế ha, đế này nôm. Ôi gì. Đế nôm đẹp ha. Tàn ở trên ấy mà quý vị cũng thấy là tên đặt hết trơn ha. Đế nôm. Bên này cũng nôm ha, nôm đều ha quý vị. Còn to luôn ha.
Rồi, cây này giao luôn nhiêu đây em? Rồi 6 triệu ship 200 km. Rồi 6 triệu bao ship 200 km nha quý vị. Rồi cây này là cây cuối cho em. Rồi cây cuối em. Rồi cây này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem thì quý vị cảm thấy thích cây nào thì alo trực tiếp cho Ngọc nha quý vị. Rồi số điện thoại của Ngọc mình để trên tiêu đề đó quý vị ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.